Thưa quý vị, hướng đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng đã dành nhiều sự quan tâm, tìm hiểu về nội dung văn kiện và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Sau đây là ý kiến đóng góp liên quan đến công tác phát triển kinh tế, tập thể, hợp tác xã, một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13 của Đảng, thì tôi thấy là phản ánh rất đậm nét. Trong các cái văn kiện, từ báo cáo chính trị cho tới cái báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Tuy nhiên thì qua theo dõi cái tình hình mà quán triệt triển khai cái chỉ đạo về cái phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thì thấy cũng có những cái hạn chế. Đặc biệt là ở cấp quận huyện xã phường thì cái nội dung kinh tế tập thể hợp tác xã hầu như là cũng chưa được đề cập đậm nét trong cái nghị quyết đại hội đảng các cấp vừa rồi. Thì với mong muốn trước thềm mà đại hội 13 sắp đến thì tôi mong muốn các cấp các ngành sau đại hội 13 sau khi có nghị quyết đại hội 13 ban hành thì tôi mong muốn là các cấp các ngành đưa cái nội dung kinh tế tập thể hợp tác xã vào cái chương trình kế hoạch hành động của mình để tiếp tục triển khai chỉ đạo lãnh đạo trong cái thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển một cách tốt hơn. Thời gian qua thì kinh tế tập thể của hợp tác xã được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên theo tôi nghĩ sự quan tâm vẫn chưa được đúng mức. Lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tôi trong nghị quyết của đại hội lần thứ 13 của Đảng lần này, vai trò của kinh tế hợp tác xã được rõ nét hơn, đặc biệt phải có những cơ chế, chính sách, giải pháp và có sự chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để việc thực hiện được hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho hợp tác xã kinh tế tập thể hoạt động thuận lợi và phát triển hơn nữa.